Diệp Lâm Anh và chồng đại gia Hương vỡ lại lành hậu lùm xùm hôn nhân. Đây là lần hiếm hoi chồng Diệp Lâm Anh lộ diện hậu ồn ào hôn nhân nhưng không chung khung hình. Là người có đời tư kín tiếng, Diệp Lâm Anh bất ngờ vướng tin đồn đã tan vỡ với ông xã đại gia. Đáng nói hơn, sau khi lộ clip xuất hiện bên người phụ nữ khác, chồng Diệp Lâm Anh còn đăng status thông báo đã ly thân từ tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên anh vẫn có mặt trong sinh nhật hai nhóc tì vào đúng ngày xác nhận đã toan với vợ. Thời gian qua, Nghiêm Đức không có cập nhật nào trên mạng xã hội cũng như chẳng lộ diện trước công chúng. Sau tất cả những biến cố không đáng có, Diệp Lâm Anh vẫn đang sống vui vẻ bên nhà chồng. 13 tháng 12, kỵ người mẫu còn mừng sinh nhật, mẹ vẫn xinh đẹp, tuy nhiên đại gia Nghiêm Đức không xuất hiện trong khung hình gia đình. Giữa lúc dân tình hoang mang thì sáng nay Diệp Lâm Anh đã đăng bức hình ông xã đại gia bế con trai để chứng minh anh vẫn tham dự tiệc của gia đình. Đồng thời chi tiết này khiến dân tình cho rằng Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức đã về lại bên nhau, vương vỡ lại lành sau những ồn ào vừa qua. Tuy nhiên dễ dàng nhận ra cô vẫn giữ nguyên thái độ không đứng cạnh chồng. Đại gia Nghiêm Đức bế con trai vui vẻ chụp ảnh trong tiệc sinh nhật mẹ ruột. Trước đó Diệp Lâm Anh cũng tung loạt cả ảnh đón sinh nhật mẹ chồng nhưng lại không có bất kỳ khung ảnh nào liên quan đến chồng đại gia. Trước đó trong lần chia sẻ với chúng tôi, Diệp Lâm Anh trải lòng về cuộc sống hiện tại. Đến thời điểm này, tôi vẫn sinh sống cùng bên nhà chồng, nấu ăn, ăn cơm rất vui vẻ vợ chồng, với nhau cãi vã hay giận dỗi là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng hai vợ chồng tôi lại có cãi nhau, cãi xong lại về chồng lại. Việc đang tây tớt có thể làm nhiều người giận quá lên, làm thế tôi không thể nói thay cho chồng tôi được. Diệp Lâm Anh diện áo hai dây sẻ sâu lớp áo đôi vào bồng đào đầy đầu, thông báo một việc hậu buồn ảo hôn nhân. Dân tình đổ dầm dầm trước body lóng bỏng hot hòn hòn của Diệp Lâm Anh. Mỹ nhân sexy lóng bỏng cuối đầu tuần gọi tên người đẹp Diệp Lâm Anh. Đã là mẹ của hai nhóc tì nhưng body của mỹ nhân này vẫn khiến coi mạng trầm trồ mỗi khi xuất hiện. Tối 22 tháng 11, Diệp Lâm Anh đăng bức ảnh chứng minh nhan sắc không phải dạng vừa trên Instagram cá nhân. Mỹ nhân 8X diện đồ hai dây mỏng tang khoe vòng một lầy lở căng tràn. Ngoài ra Diệp Lâm Anh còn khoe đuôi vai gầy, xương quai xanh quyến rũ trong bức hình. Mỹ nhân còn nó khoe ra chiếc tài đắt giá là mặt đồng hồ hàng hiệu và túi sách đắt đỏ. Đặc biệt Diệp Lâm Anh còn chuẩn bị sẵn sàng một việc quan trọng. Thời động mùa Tết, Tết này nhất định phải đẹp hơn Tết xưa. Trên bàn người đẹp bày la liệt đồ mỹ phẩm, sẵn sàng đồ nghề để thăng hạng nhan sắc. Chăm sóc ra cái càng như vậy bảo sao Diệp Lâm Anh càng ngày càng nhan sắc.